Sòng bạc này được tổ chức trá hình trong đám tang tại nhà một người dân ở ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Sòng bạc bị công an huyện Châu Thành phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 11 tháng 12 năm 2020. Có đến 45 người tham gia tại sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Gần 300 triệu đồng tăng vật được lực lượng công an thu giữ cùng hai xe ô tô, 18 xe máy, 4 điện thoại di động, 6 bộ chén đĩa lắc tài xỉu. 24 hột xí ngầu cùng nhiều đồ vật khác có liên quan. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định sòng bạc di động trái hình trong các đám tăng này do Đào Quốc Huy, 26 tuổi, ở xã Chí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đứng ra tổ chức. Lê Anh Triều, 24 tuổi, ở thị trấn Châu Thành và Nguyễn Hà Hoài Phong, 29 tuổi, ở xã Thành Long, huyện Châu Thành đứng ra làm cái. Qua làm việc bước đầu, Huy, Phong và Triều thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình. Cụ thể, cả nhóm của Huy đã lợi dụng các đám tang ở khu vực vắng vẻ ít bị công an chú ý để tổ chức các sòng bạc di động trá hình dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua. Những sòng bạc thế này thường được tổ chức từ 22 giờ đêm hôm trước đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau. Thời gian tổ chức thường trong 2 ngày sẽ thay đổi địa điểm sang những đám khác. Cơ quan công an bắt đầu cũng xác định trung bình mỗi đêm tổ chức các sòng bạc, Đào Quốc Huy thu lợi bất chính từ 30 đến 50 triệu đồng. Vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.